Rồi, hello anh em nhá. Đó, siêu phẩm nha anh em nhá. Super Hạc Lây 125 phân khối, đó bản đủ nha anh em. Đó, mang cấu trúc xe cực kỳ là dài luôn nha anh em nhá. Đó, con này thì nó dài tầm khoảng cỡ 2,5 m nha anh em. Đó, 125 phân khối bản đủ. Đó, có két nước là mát luôn anh em nhá. Đi đường xa đường trường bao ok luôn. Đó, hai bô hai máy luôn nha. Đó, hai bộ chế hai bên xăng con này. Đó anh em nhìn cái lốc máy của nó cực kỳ là sáng luôn nhá. Đó, 125 phân khối. Đó. Con này thì được đăng ký từ 2008 đến giờ anh em nhé. Super Hạc Lây. Đó. Con này thì hiện tại được mang biển số tẩy 70 Tây Linh anh em nhé. 70. Đó, hai bên hai bô hai máy anh em nhé. Đó, xe đang còn rất là đẹp luôn. Đó, ghi đông tay ngang anh em này. Đó, đôn ghi đông này. Đó. Cái đầu đèn cũng nhìn thấy đủ ma quái luôn nha anh em nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, 125 phân khối. Đó, lốp trước đang gai đang còn rất là sang xịn sò luôn nhá. Đó, rất là dày luôn này. Đó, hai đĩa trước, một đĩa sau có két nước làm mát. Đó, hai bô hai máy. Đó, mình quay sơ ra ngoài xong một chút sau mình test lổ máy cho anh em mình tham khảo anh em nhé. Đó đây anh em. Đó, rất là đẹp luôn nhá, dàn sơn, dàn xi, máy móc đang còn rất là ok luôn nhá. Đó, bây giờ mình test máy cho anh em mình nghe này. Đó, máy lổ rất là êm luôn nha anh em nhé. Cực kỳ là êm luôn. Mọi chức năng không thiếu thứ gì hết anh em nhá. Đó, rất là đẹp, két nước là mát này. Đó, quạt gió đang quay luôn nhá. Máy đang lổ gang ti. Đó, bao êm cho anh em mình luôn. Đó, anh em nào có thiện chí với chiếc Super Hạc Lây này thì cứ nhắn tin ở phía dưới phần bình luận giúp mình anh em nhá. Đó, cửa hàng mình thì có mua bán trao đổi, có ship xe tất cả các tỉnh luôn. Đó, có hỗ trợ anh em trả góp luôn nha anh em nhá. Đó, đầy đủ hết. Đó, xe đang lổ máy cực kỳ là êm luôn nhá. Đó, rồi một nữa xin chào, hẹn gặp lại anh em nhá.